không được. Ủa nó là thằng kinh doanh vậy đó. Cho thuốc gì uống giờ tiêu. Sao uống lại không tiêu rồi ông đã có cái chuyện thuốc. Anh chờ chị nghe cái. Alo. Chị nghe em ơi. Sao ba đâu đóng cửa rồi em? Em mở ra đâu đã, lên lấy hả? Dạ. Lên lấy hả đâu đó? Dạ lên lấy à. Lên lấy chị đóng cửa lâu rồi em. Ủa chị mở gì mở đâu rồi? Chị mở 20 Tân An 2 á. 20 Tân An 2 à? Ừ. Là ở đâu chị quận mua? Ở ngay chỗ bên hông bệnh viện Vinh Máy cho em. 20 Tân An 2 em nghe. Chắc thầy ăn bác sĩ chở em. Ủa chắc con đi mua lên đây kìa. Thầy lên đây giờ đây rồi thế hả? Đâu biết. Ủa chắc ăn chỉ rồi còn đông thịt cho chợ thân lên. Đi quảng cáo dùm. Đúng rồi. Mấy cái lùm đẹp rồi là mấy cái lùm có. Là không phải tốt. Vì thật ra là chỉ mấy cái này cũng tốt cho nhiều người, tại vì nhiều người thật ra họ cần chỗ mà không có biết không chỗ biết. Làm đúng rồi. Không phải ai làm được cô, tại vì có những cái là người ta không biết á. Chù cho nã đưa chỗ tay cho tướng tôi. Bữa lại mấy bữa nữa chưa ra liền tới rời đến cái mặt tấn cái cục chị không nổi rồi không biết làm gì không và ra đây cái dẫn đi cái nghĩ ngày không đi ra ngoài đi lòng không đau không bầm mà là vẫn có cái quả hơn chứ đây cái gì mà móc gì đi lên trường cái sờ nổ mà ra nó tới quận 3 luôn đừng ra ngoài cường thôi nghe ở đây là ngoài cường nghe ở ngoài thợ Bắc ngày chứ đừng có gian qua quận 3 mất công mày. Mặt ba sương thì thấy hàm tại la tất bát không. Ồ hồi nó mặt ba sương thấy kinh khủng. Con là mụn chi mình chơi được hết trơn á. Nên nói con mụn cô ca 60 năm con quất được. Ba sương thì biết đây tầm lâm hết rồi đó, có sao đâu là về đây chứ đừng. Theo không biết thì về cái đài đó. Đưa cây. Hơi đau sức khỏe. Thả hai đó đau, bác sĩ hai đau mà tiền tới chuyện miệng là cái ok nhất cô hề. Đúng rồi. Người ta mới làm đặc sao. Chứ quảng cáo người ta không có tin ngay. Chứ chuyện miệng là... Miệng là thực tế. Người ta mới nói là miệng ra đi lẻ vô. Thôi ta lẻ trong quê thôi thôi. Hồi trước cái chuyện là cô nghĩ hay gì trong quê con nó lẻ nhất xí ngồi thôi. Vì cái mặt bầm đó. Về cái đây. Thôi, ra rồi. Đau rồi. Ra rồi, đau chứ. Cục bộ tệ này hăng lao lắm rồi. Không có mà ấy được thấy. Nói chung là cô keo nhiều năm, cái chiều nhiều năm thấy á. Ừ, căng lỗ tai lộn ra là lâu. Đã biến nữa. Không gì đóng màn, mà chặt nó còn hỏng cái thằng táp ở chỗ này nữa. Không gì đóng màn quanh, cô phải cái nhã xuống cổ xuống người ta. Lại bụng rồi mặt căng lỗ tai khó thở. Dạ. Chạy rồi khó chịu lắm. Ừ. Nhà ra cái dây nhà ta là bỏ đó quá đi. Ráng cô nghe. Ráng ra cái bọc luôn. Rồi. Chút xíu. Chị khá đau để nó mới nhận nha. Hết đau. Ừ. Biết mãi các con dẫn đi được hè. Các em được hè. Ừ. Bảo thứ 6, tao thứ 7 thôi mẹ. Hai chị ơi, kém. Các em được hè cứ. Là Thiên, Thu, Thanh rồi mới tới tháng 3 đứa nữa mới. Chú chưa. Ông nó thứ 10 đó, 11 đó. Bà này thứ 6, ta thứ 7. Bảy thằng thứ 8, thằng thứ 9, con thứ 10 được con nãy mới 11 đó. Chú chưa trời. Dạ đông người. Đông ghê đó. Đây là nhà mà giới thiệu qua chắc cái dòng họ qua luôn làm cũng đủ rồi. Nó là con gái là thấy mụn à. Bé đó, bé đi với cô đó, đi từ đời tới nhìn lên lấy mấy lần rồi. Ở trên nó mấy lần rồi. Hôm đi làm biết à. Cái hôm trước cái cô mới kêu là anh để mụn kêu thăm má đi với con mới qua chỗ này. Nó dẫn qua làm bên kia.
kia rồi đó cũng hai năm rồi đó chứ. Rồi bữa nay cái thấy cầm cậy mà lại có thể chạy qua lại đó. Hai năm là có, một nay thì vài năm mới đi lại mà. Thì hồi đó câu nói này bảo là cái cô về cô nói với cô này nè, cái câu đáng lẽ nó đúng ạ. Một tháng là mấy ngày sau cô qua cầu học, mà cô dứt không thì ba năm hai năm mới lại cũng y nữa. Nghề rồi mà cô. Bán tài thì nhanh lắm. Đó hồi nãy đưa chị thấy chưa? Với lại một đám này thật sự nó khó chịu của nó, cợm 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 á. Ngày đi Tết nè, tiếp tay. Bả là bả làm bên bên trường á, thì bả nghĩ cái cô mới nhắn tin của hỏi con là ngày lễ có làm thứ bảy có làm hôm đó. Con kêu là có, cô mới điện về cho bả. Chị cũng nghĩ là người ta nghỉ lễ tiết tay à lộn. Ngày nay mà ra không có đi làm, không có rảnh, không có đi chứ. Không, ngày nay là không có lễ đâu, phải công ty gì đâu. Cô xịt làm con xí nha. Con ngây ngây là cái cục nó con làm được. Còn với, nếu mà hắn là thuộc dạng xương với u á, u bả thì con vẫn làm ok. Nhưng mà cái hồi nãy á kìa, là con ngây là nó bị hóa thạch y đó. U mỡ là con giống như mỡ à? U mỡ là không làm được cô. U mỡ là phải đi viện cô. U bả là con làm được. Con chuyên làm u bả mà. Chẳng đứa u mỡ mà khó. Bông nước muối đâu. Cần bông nước muối thôi. Làm cái chuyện làm được vẫn làm. Làm được mới làm cô. Làm được làm chết á. Bá là đi lễ bụng hồi đó lên tới đường học khách đó chạy đó hả? Có thể má nam rồi. Dạ. Trên đó thì có bà Hư làm được. Xa bà con mới làm nha. Đấy là bà làm nhanh quá kìa, bà làm được mà làm kiểu như khách đông quá kìa. Gần tới trời cái mặt cái ô cái cha cái mặt bắt trời ra là cái cây thâu lên con lan kim cho cô. Cũng đậu. Lan kim làm chi trời. Bởi cái rồi mụn đá đi cái rồi về mấy cái lễ cái sao đi không nói rồi. Mà chủ nhật cái uống cà phê là mấy bà cái cô con nghĩ rồi đạt cái mặt đó. Mụn đá mới làm ra là cái đi lễ mình đứng chỗ rồi. Đá chạy má vô thì bút có rồi đó, cái vô ta đánh lon kia ta sao cái ta đánh lên lon Nguyễn mụn cái bắt đầu cái lai rồi ta màng ra nó bị chỉ được đâu đó đãi không con rành hơn tụi trẻ nữa. Lon thì tùy lon cái đãi mụn chứ cái sao cái ta nhìn là cái địa chỉ này đúng rồi cái nó đãi cái địa chỉ qua cho bờ đây cái ta đãi vào ai hạn rồi cái thôi nó cái địa chỉ đi ra đứng má ta chờ. Chỗ này không dễ, nó bên máy là họ biết. Có máy chủ tiền. Cô đâu có biết con bá Sương á, con gái chở là phụ chỗ mua thì thằng bắt cái ngậu đó cũng chở đây được rồi. Bắt đầu cái lên là thay đây lần biết chỗ rồi. Gần bệnh viện nên dễ nhớ nhất. Mấy người kìa, gần bệnh viện tao đi, lỡ có xỉu đưa vô nhau nhanh. Mấy đứa mà kêu em xỉu đó, hù mình kìa. Chị đó em xỉu chị đưa vô bệnh viện luôn. Gần mà.